Đây, trò mới nữa nha. Đó, đã chưa? Tay cầm Gamesir G8 cộng nha. Con này dưới 2 triệu 2 nhớ nha. Màn hình đẹp, pin trâu, form mỏng, RAM 4GB với 3GB RAM ảo ha. 5G có NFC luôn. Tay cầm này em mua 1 triệu mấy nha nè, thấy nè. Được không? Quá đẹp luôn ha. 3 camera, 64GB bộ nhớ. Tặng thêm cho cả nhà 1000GB thành viên VIP luôn. Là đô tiếp nè. Này tay cầm Gamesir G8 cộng ha. Bluetooth. Rồi rồi rồi. Này đang chơi online cả nhà chứ không phải là offline đâu. Nó đã chưa? Những màn hình full HD cộng ha. Pin 5000. Chơi là váy bá luôn. Học tập, giải trí, làm việc, chạy rap, quay video, livestream đồ thoải mái. Đó. Hàng T-Mobile. Loa một loa nhưng mà rất là to. Có vân tay. Đó. RAM nè. RAM 4GB cộng 3GB nữa là 7GB. Tặng thêm cho cả nhà 1000GB app miễn phí nữa. Đây. Thành viên VIP ha. Ghi cái app xem phim. Đây VIP member nha, VIP member 1000GB. Với một hàng ngàn hàng vạn bộ phim luôn, với lại 200 kênh TV ha. Máy rất mỏng. Màn hình 6,5 inch Full HD sạc nhanh Type-C 18W. Máy bán ra bảo hành 3 tháng kèm theo dây sạc nha. Đó. Mình có thể lên shop để mua ốp lưng chẳng hạn. Rồi, thôi em xin hết nha.